chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, học đến tập 273. Cái công đức mà người niệm Phật chỉ nguyện sanh cực lạc thôi, nó lớn như lắm quý vị. Nên có những người ta không hiểu. Người ta niệm Phật mà người ta cầu những cái việc ở thế gian. Thật sự mà nói là không hiểu. Giống như Ấn Tổ ngày nói à, đem một viên ngọc quý mà đi đổi một viên kẹo ngậm chơ, là nhắc những cái người mà niệm Phật mà cầu giàu sang, niệm Phật cầu tai qua nạn khỏi, niệm Phật mà cầu cho con cháu này nọ, thì giống như đem một viên ngọc quý mà đi đổi qua viên kẹo ngậm. Niệm Phật là mới phải cầu nguyện sanh cực lạc. Thì cái công đức đó nó có tất cả những việc ở thế gian này đầy đủ dữ lắm. Tại vì mình mỗi ngày niệm Phật chỉ có đúng cái nguyện sanh cực lạc thôi, chứ không có nguyện cái gì ở cõi đời này chứ. Thì phù hợp vào bổ nguyện của Di Đà và phù hợp vào lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy chúng sanh ở cõi ta bà khổ quá, nhất là ngài nhìn được thời mạt pháp này nè, khổ quá, nên ngài mới giảng dạy chỉ chúng ta pháp môn tịnh độ là pháp môn tu tắc, để cái căn tính chúng sanh thời mạt pháp này có thể tu được và phát nguyện sanh cực lạc. Vì ở cõi đời này mình có giàu sang phú quý cỡ nào đi chăng, có hạnh phúc cỡ nào đi chăng nữa, thì nó quá ngắn ngủi, quá ngắn ngủi. Nên ngài mới khuyên mình sanh cực lạc đi. Trong tất cả cái được vô lượng thì không có cái vô lượng nào mà có thể so sánh bằng vô lượng thọ. Nhưng mà mình sanh cực lạc mình sẽ được vô lượng thọ. Từ mình tu hay mình độ sanh hay mình giúp mọi người, nó đều thuận tiện tại vô lượng thọ. Còn mình ở đây mình có làm gì đi chăng nữa thì khi thọ mạng nó đến bất tử, mình phải bỏ mạng chết. Có khi phát nguyện làm một cái việc gì đó, mình làm chưa xong là thọ mạng mình đến mình chết rồi. Nên ở cõi này mà mình tu mà mình rề rà chưa được gì hết mà thọ mạng mình đến mình đi bất tử là mình phải chịu trong cái lục đạo luân hồi xoay chuyển vô lượng kiếp. Nên mỗi người mình phải siêng năng niệm Phật. Giống như tổ sư nói, một cái cây như nó ngã về Tây, nó có ngã bất tử cũng ngã về Tây. Một con người mà niệm Phật mà phát nguyện sanh cực lạc, mỗi ngày cứ mòi cái nguyện, mòi cái nguyện, mòi cái nguyện, niệm Phật sanh cực lạc, niệm Phật sanh cực lạc, niệm Phật sanh cực lạc, cứ gì thì dù thọ mạng có đến bất tử thì cũng được Phật tiếp dẫn giảng sanh. Vì cái nguyện này nó mạnh quá, cái hướng này nó mạnh quá, nên cảm với bổ nguyện nên được thành tựu con đường giảng sanh. Còn nếu như mỗi ngày thả trôi thả nổi, tu cho qua ngày đoạn tháng, khi thọ mạng đến bất tử mình không niệm được danh hiệu Phật, mà mình niệm những cái thứ nào mà tâm mình hướng đến mạnh nhất, thì bất tử một cái là chúng ta trôi lăn trong lục đạo vô lượng kiếp, gọi là mắc phần giảng sanh. Nên người niệm Phật của chúng ta điều cực kỳ quan trọng là mỗi ngày nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Những việc gì trong cuộc đời làm thì cứ làm nhưng thường nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc. Phải siêng năng niệm Phật, không có được giải đãi. Người mà giải đãi niệm Phật thì quá dại khờ. Thật sự là quá dại khờ. Vì chính bản thân những đức mười mấy năm nay gặp pháp môn tịnh độ, những đức làm được bao nhiêu chuyện là từ đâu? Niệm Phật mà ra. Từ niệm Phật mà ra. Quý vị bây giờ nghe như vậy mà không siêng năng niệm Phật thì quá dại khờ. Quý vị cứ nghĩ
chùa chiền của mình, lo bao nhiêu việc, làm bao nhiêu việc. Mà quý vị coi những đức quen Phật tử nào đâu, chỉ là những người Phật tử mình hướng dẫn tu, rồi khắp nơi nơi mỗi người tay chân để chung tay để làm, mà từ công đức niệm Phật mà ra. Chứ những đứa không có bản lãnh gì, học vị gì, hoặc là những đứa kinh doanh gì đó, mà toàn là quanh năm khuyên người niệm Phật, tổ chức khóa tu niệm Phật, tổ chức khóa tu lễ Quan Âm, toàn thể là quan trọng nhất là khuyên người niệm Phật không. Vậy nói vị coi chùa chiền gần 2.000 người mà cuộc sống ổn định đầy đủ, mọi mặt làm việc đều được, là từ đâu? Công đức niệm Phật. Cái công đức niệm Phật này chỉ có cái người đủ duyên và nghe và tin thôi. Nhớ, đủ duyên nghe mà tin thôi. Còn cái người mà không đủ duyên thì không tin. Chuyện này bình thường. Tại pháp môn Tịnh Độ này là pháp khó tin quý vị. Pháp khó tin. Nên cái người mà nghe mà không tin là bình thường lắm. Chính những đức ban đầu cũng không tin đâu quý vị. Nhưng mà tu học từ 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 từ, không tin cũng không được. Nhiều việc rắc rối trong lòng mình, không ai cởi mở được. Vậy mà lên niệm Phật rồi lên lễ Phật thờ, vậy mà giải tỏa. Lên niệm Phật một thờ thì giải tỏa. Thấy rõ ràng luôn. Từ nơi đó càng ngày càng phải tin danh hiệu của Đức Phật A Di Đà có công năng vô lượng. Chỉ càng có lòng tin nương vào kiên cố thì bất cứ sự rắc rối trong cuộc đời nó cũng giải tỏa từ tâm. Quý vị nhớ rằng là cái việc chúng ta mà bị rắc rối là từ tâm bị co thắt. Nếu như cái tâm mình cởi mở ra được thì mọi việc đều giải tỏa được hết. Nên tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, thiện pháp ác pháp đều là từ tâm tưởng sanh. Nếu như cái tâm mình mà thường nhớ Phật niệm Phật mà giải tỏa được thì cái việc rắc rối gì trong cuộc đời này cũng cởi mở ra, đều cởi mở được hết. Còn nếu như cái tâm mình mà không cởi mở được thì tất cả việc nhỏ nó cũng thành lớn, còn việc lớn thì hoàn toàn bế tắc luôn. Nên những đức thường khuyên hàng Phật tử tại gia ở nhà hai thời công phu sáng tối cố gắng giữ. Người mà quá bận bịu thì phải siêng năng niệm Phật, không được giải đại. Người trong chùa làm việc gì, bận bịu cỡ nào, công việc lu bu cỡ nào, phải cố gắng khéo léo mà niệm Phật. Nó đều có đường thoát hết. Đừng bao giờ nói rằng tôi bận tôi không tu được. Nhớ, do tại mình không cảm giác được công đức niệm Phật nên mình không lo niệm Phật. Nếu như mình cảm giác được cái công đức niệm Phật thì chắc chắn mình sẽ biết tích lũy thời gian niệm Phật liền. Không bao giờ mình dám giải đãi quý vị. Ngồi trên xe một chút cũng niệm Phật, chạy xe niệm được có Phật hiệu nào niệm liền, làm việc gì cũng niệm Phật được là niệm liền, rảnh rỗi là ngồi niệm Phật liền. Nghĩa là mỗi lúc mỗi nơi chúng ta sẽ thường móc câu Phật hiệu. Vì niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, dạy gì không móc. Nên những đức tin chắc rằng cái người mà cảm giác cái bổ nguyện thù thắng niệm Phật vô lượng công đức, quý vị sẽ siêng năng niệm Phật liền, không có giải đại. Chỉ có những người nhạt nhẽo niệm Phật mà không phát tâm để cầu sanh cực lạc, từ từ thiện căn phú báo nhân duyên giảm đi, rồi từ từ quý vị sẽ không thích niệm Phật nữa, bỏ cuộc. Nên mỗi một người mình có được cái duyên nhắc nhở gì suốt này, mỗi ngày được nhắc nhở, quý vị phải dũng mãnh tinh tấn niệm Phật lên. Đừng nên giải đãi. Giải đãi là rất dại khờ. Người mà chỉ cần mà bỏ có Phật hiệu là nghiệp lực nó ập đến liền. Nghiệp lực phiền não tham sân si ập lên liền, nó ập đến. Nên mình cứ nắm chắc câu Phật hiệu trong cái cõi ta bà này mà bỏ niệm Phật là việc phiền phức đến nhiều lắm. Nên phải thường nhắc mình siêng năng niệm Phật. Phải thường nhắc mình siêng năng niệm Phật. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Hãy nghĩ điều tu phước tu duyên thù thắng nhất là từ niệm Phật mà ra. Còn những việc đủ duyên làm thiện làm tốt,
Giúp người thì mình cứ làm chân thật thôi. Đó là hiện cái tướng của người tu hành, làm việc lợi ích cho chúng sanh. Nếu như người tu hành mình mà không làm việc gì ý nghĩa, lợi ích chúng sanh, thì miệng mồm nào thuyết pháp, miệng mồm nào dạy người. Mình tu hành mà mình không an lạc, không vui vẻ, miệng mồm nào thuyết pháp, miệng mồm nào tán thán pháp môn tịnh độ thù thắng. Những đức niệm Phật, những đức được lợi ích lớn, vui vẻ, an lạc, tự tại, cuộc sống lo cho chúng đầy đủ, ổn định, nên mạnh dạng thuyết pháp, mạnh dạng khuyến vị niệm Phật. Và kiểm định qua từ chỗ này thấy rõ ràng lợi ích của niệm Phật bất khả tư nghị. Là chính bản thân mình được lợi ích này, nên mình nói chuyện rất mạnh dạng. Đây, chính những đức ngồi đây nè, nói thật lòng với quý vị là chính những đức cảm giác được lợi ích của niệm Phật. Nói là 100% trước ngôi Tam Bảo, quý vị cứ yên tâm đi. Từ một con người ngoài đời, tay làm hàm nhai, tay ngưng hàm nhịn, không thành đạt được sự nghiệp gì. Vì mà đi vô chùa chỉ có nuôi người già niệm Phật thôi, niệm Phật, khuyên người già niệm Phật, khuyên người niệm Phật. Chỉ làm như vậy thôi mà con người bây giờ thay đổi số mệnh, thay đổi cuộc đời luôn. Làm được bao nhiêu việc ý nghĩa trong cuộc đời. Có khi ngồi nghĩ lại mình cảm thấy cảm ơn Phật Bồ Tát. Vì nhờ học Phật mà bây giờ sống làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, không có để thời gian trôi qua vô nghĩa. Nên những người mà gặp tịnh độ, những người mà được ở trong chùa mình mỗi ngày cùng với những đức nuôi người già, sống như ngày tháng ý nghĩa này mà quý vị bê tha giải đãi thì đúng là quá dài khờ. Thật sự quá dài. Lo mà niệm Phật đi, chân thật mà niệm Phật đi. Nên mấy chùa bên kia, những đức thường nói với mấy anh em trong chùa, cứ ở một nơi mà niệm Phật, cứ lo cho các cụ đi. Ở nơi nào ở y chỗ đó đi, rồi nó sẽ thấy thù thắng của nó, sự lợi ích cực kỳ thù thắng luôn, sự lợi ích lớn như lắm. Đừng nên giải đãi bê tha, đừng nên ngóng đầu này ngóng đầu kia ngóng đầu nọ làm chi. Được cái duyên đặc biệt và thượng ngày xây chùa sẵn hết trơn, mình tập trung chúng về đủ duyên nữa, mấy anh em lại được lo cho đại chúng nữa, mà không chịu lo làm nhiệt liệt hết mình, đi đầu này đi đầu kia mong mỏi cái gì giờ. Nên những đức nói thường an cư mới lập nghiệp. An ngay câu vật hiệu là sự nghiệp thù thắng. Rèn luyện thì mới làm được. Nếu không rèn luyện là con người mình nó muốn phóng không? Thất bại. Thất bại là chắc chắn. Công đức niệm Phật lớn dữ lắm. Phải nhớ chỗ này. Chùa của mình thịnh vượng như vậy là từ đâu? Khuyên người niệm Phật chứ đâu. Nhiều người ta muốn chùa chiền phát triển đạo vàng, mà câu Phật hiệu này người ta lại không tin nè quý vị. Chính những đức làm là tin 100% luôn, không còn nghi ngờ một chút nào nữa chứ. Không còn nghi ngờ chút xíu nào nữa. Và bao nhiêu con người rắc rối trong cuộc đời này, từ khi gặp tịnh độ nghe những đức giảng, họ giải tỏa tâm tư, giải quyết bao nhiêu vấn đề trong cuộc đời luôn. Miền Nam, miền Bắc, bây giờ thôi máy nghe pháp, máy niệm Phật mình nó giải rộng đầy khắp nơi nữa chứ. Rồi những buổi giảng trên mạng thì người ta chia sẻ quá trời nhiều. Từ đâu? Niệm Phật mà ra chứ từ đâu. Người ta thấy lợi ích từ mình niệm Phật, người ta tu người ta được lợi ích. Nên quý vị biết rằng cái người mà không niệm Phật làm sao hướng dẫn người ta niệm Phật. Cái người không lại Phật làm sao hướng dẫn lại Phật. Quý vị phải niệm Phật, quý vị phải lại Phật, quý vị tu tịnh độ, phải hướng dẫn người được. Quý vị nhớ, Phật tử tu tịnh độ nhớ nè. Cái người mà đã không chuyên tu tịnh độ thì không thể nào hướng dẫn tịnh độ. Dù có nói đi chăng nữa thì cũng giảng về văn tự bên ngoài thôi. Cái người tu tịnh độ là phải thực hành thì mới giảng tịnh độ, mới dạy người tu tịnh độ. Quý vị coi có những người, người ta cũng tu tịnh độ mà lại quay là phỉ báng tịnh độ có không? Có mà. Những người này tuy là hình thức tu tịnh độ nhưng tín nguyện gì niệm Phật không có. Tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc không có. Nên quý vị muốn tu tịnh độ mà cả đời
mà không bỏ cuộc. Tại vì ngay chỗ nào? Tín nguyện niệm Phật. Cái người mà không gầy dựng được tín nguyện niệm Phật là chắc chắn người này bỏ cuộc. Chắc chắn bỏ cuộc. Phải gầy dựng tín nguyện niệm Phật cho mạnh. Tín nguyện niệm Phật mà gầy dựng được thì cả đời mình mới tu tịnh độ không bỏ cuộc. Nên tổ sư mới nhắc nhở chúng ta, người niệm Phật được vãng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp là tính vào công phu sâu hay cạn. Nhớ. Chỗ thành tựu con đường vãng sanh là ngay tín nguyện. Thành tựu con đường vãng sanh là ngay tín nguyện. Bỏ tín nguyện là thế nào cũng bỏ tịnh độ. Người tu tịnh độ mà cứ thay đổi xuyên suốt, nay tu này mai tu nọ hoài, là người này không gầy dựng tín nguyện. Nếu họ gầy dựng tín nguyện, họ sẽ bám chắc ngay câu Phật hiệu liền. Họ không muốn thêm gì nữa chứ. Vì ngay câu Phật hiệu là ngay bổ nguyện để tiếp dẫn chúng sanh mười khu vương khắp pháp giới. Nên tổ sư có một câu nói rất là hay: nếu học thì ba tạng kinh điển đều phải học hết. Nếu hành thì một câu Phật hiệu là đủ rồi. Nó nắng tổ ngày nói câu: cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất, chỉ trong hồng danh A-di-đà. Nên nói nếu học thì ba đại tạng kinh cũng phải cần học hết. Còn nếu hành thì một câu Phật hiệu là đủ rồi. Nên những đức cả đời hạ thủ công phu ngay câu Phật hiệu. Ai nói thiếu hay thừa gì kể người ta. Những đứa cứ gầy dựng ngay câu Phật hiệu, gầy dựng tín nguyện, cả đời một đời dư thành Phật. Chỉ cần tín nguyện gầy dựng niệm Phật, cả đời một đời dư thành Phật. Giữ tâm đó cả đời một đời dư thành Phật. Người xuất gia hàng cư sĩ chúng ta đủ duyên, gặp tịnh độ cứ niệm Phật đi. Ai nói gì mặc kệ người ta, quý vị cứ niệm Phật. Chính bản thân những đức lợi ích từ pháp môn tịnh độ mà ra. Nếu như những đức cuộc đời đi tu mà không gặp ngay tịnh độ này, có chừng bỏ tu lâu rồi. Nếu như đề ra cách này cách kia cách nọ là bỏ tu lâu rồi. Hoặc là đi đầu này đi đầu kia đi đầu nọ kiếm cuộc sống thì bỏ tu lâu rồi. Nhờ gặp ngay tịnh độ nuôi người già nên những đức nhìn ra cái ý nghĩa cuộc đời làm việc này. Còn những đức nhìn rõ ràng, kiểm định rõ ràng là tất cả những việc bản thân mình làm lợi ích là từ niệm Phật mà được. Chứ đã kiểm định rõ ràng, không có làm việc gì mà có thể nuôi chúng gần 2.000 người này hết, thì rõ ràng cái công đức niệm Phật này bất khả tư nghi, không thể nào mà chúng ta diễn đạt nổi. Vì pháp môn tịnh độ này chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng, phàm phu làm sao ước đoán nổi. Chúng ta hành trì, chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta chân thật đem để giới thiệu, là chính bản thân như đức hành trì thấy rõ ràng nên đem giới thiệu này. Đại lão hòa thượng chúng ta, ngài cũng thấy rõ ràng luôn. Hòa thượng thấy những đức làm, hòa thượng thấy rõ ràng luôn. Ồ, thằng này rõ ràng, quanh năm không đi đâu. Đối với Phật tử, không có cái chuyện qua lợi thân thiết mà Phật tử nhà giàu cần cái gì gọi hoặc là cúng dường liền, không có cái chuyện này. Toàn là người khắp nơi nơ, chỉ biết qua những buổi giảng, nhưng mà làm việc gì thì người ta cũng cùng chung tay. Chứ những đức không có một Phật tử nào cá nhân riêng biệt mà nói rằng khi làm Phật sự gì mà gọi họ, họ cúng dường. Không có nghĩa vị. Không có một người nào như vậy. Mà những đức cũng không có đi chung với người nào để tạo mối quan hệ thân thiết gì. Đây là 100% luôn. Chỉ có mỗi ngày niệm Phật và khuyên người niệm Phật, chăng đặt làm vậy luôn. Nhưng mà quanh năm suốt tháng cuộc sống ổn định, đạo tràng phát triển, làm bao nhiêu việc ý nghĩa trong cuộc đời, thì những đức tin 100% cái công đức niệm Phật bất khả tư nghị. Nên người trong chùa mình mà nghe như vậy rồi mà không chịu dũng mãnh tinh tấn niệm Phật thôi vừa tội vậy. Ở xác thực trong chùa mà còn chưa nhìn ra lại bị vừa tội rồi. Rồi cái tất cả những việc mình làm đây là rõ ràng ý nghĩa rồi còn gì. Ai cúng dường gì đi chăng nữa cũng lo cho đại chúng, dư tiền ra tiền tháng mấy, hai tháng mấy gì để làm chương trình khiếm thị. Rồi mỗi tháng thì có chút đỉnh tiền còn dư nữa thì đưa cho hòa thượng xây chùa.
Quý vị coi tất cả việc làm nó đều rõ ràng minh bạch hết. Chứ đâu phải là có tiền mà để dành cắt riêng gì đâu. Con người mình một hơi thở thở ra không hít vào, cái gì mình đem theo được mà cắt làm gì. Nên cái câu nhà Đức thường nhắc mình, ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng, được mắc bại thành bỗng hóa hư không. Con người này sống trong cuộc đời này như giấc mộng như quý vị. Nên mỗi một con người mình phải bám chắc câu Phật hiệu này và làm những việc gì ý nghĩa trong cuộc đời được thì cố gắng làm. Vì nó là giấc mộng mà. Say mộng hay tỉnh mộng chỉ là mộng mà thôi. Có nghĩa là dù cho vui khổ gì trong cuộc đời này cũng là mộng. Cuối cùng chẳng là mộng mà thôi. Nên con người có thương yêu nhau cỡ nào đi chăng nữa, một hơi thở thở ra không hít vào, thì chúng ta cũng phải chia lìa khổ. Nên mình sống trong cuộc đời này có thương yêu giúp nhau cỡ nào, nhưng mình vẫn biết rằng cơn vô thường kia bất chợt đến, chúng ta phải xa nhau. Luôn luôn chủ trương nhận thức được việc này cho rõ ràng thì góc độ nhìn thấu buông xuống rất là dễ. Còn nếu không thì mình một đời trôi qua rất là uổng. Nên nhớ Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc là việc cực kỳ quan trọng. Đừng có nói tôi bận bịu cái gì mà tôi quên niệm Phật. Công việc nhiều quá không niệm Phật được. Bậy. Do quý vị không tính nguyện niệm Phật, không cảm được bổn nguyện thù thắng. Nếu như quý vị cảm được bổn nguyện thù thắng, quý vị sẽ không bao giờ dám giải đãi. Chắc chắn luôn. Quý vị sẽ mót câu Phật hiệu cả ngày. Tại mỗi lần đề xuất câu Phật hiệu lên là phước sanh vô lượng. Mỗi lần đề xuất câu Phật hiệu lên là phước sanh vô lượng. Cứ nhắc mình niệm một câu là phước sanh vô lượng. Ai mà không muốn tu phước tu duyên mà niệm câu Phật hiệu là phước sanh vô lượng. Ai mà đi bỏ câu Phật hiệu? Ai mà bỏ câu Phật hiệu? Nên hàng Phật tử ngoài đời bận cỡ nào đi chăng nữa, làm việc gì cái miệng cũng niệm Phật. Giải gì đi giải đãi quý vị. Giải đãi niệm Phật là quá khờ dại. Chính bản thân những đức nhắc điều này là nhắc mình nè, là đề xuất câu Phật hiệu liền. A Di Đà Phật, 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 là niệm Phật lên liền à. Không có dạy gì đi giải đãi bỏ câu Phật hiệu đâu. Nên tất cả người trong chùa ai cũng là người siêng niệm Phật hết. Bỏ câu Phật hiệu là đói nhăn răng, đừng nói chuyện dẫn chơi. Bỏ câu Phật hiệu là hoàn toàn việc cuộc đời này mình làm không có nguồn gốc. Tính nguyện niệm Phật thì tất cả việc trong cuộc đời này, việc thiện, việc tốt mình làm đều có nguồn gốc hết, đều quy về giải thoát hết. Mà không cứ gầy dựng tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc thì tất cả việc thế gian làm giả hết. Tổ sư nói rằng dù bạn có làm thiện lớn cỡ nào cũng là phước báo nhân thiên. Phải là giả không? Nhân thiên thì trong lục đạo luân hồi là giả. Còn bạn gầy dựng tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc là mới thật. Về cực lạc chỉ có tiếng không lùi, mới độ sanh thật sự đến giải thoát. Còn ở cõi này mình nói khô hơi cạn tiếng mà có nhiều người ta không nghe đâu. Nhưng mình về cực lạc mình có đầy đủ cái trí tuệ, mình nhìn mình biết mình nên thiết cái gì, mình nên dạy cái gì, mình có đầy đủ khả năng tổng trì luôn. Nên phải siêng năng niệm Phật, nhất định phải về cực lạc. Phải nhớ A Di Đà Phật, nhớ Tây Phương Cực Lạc, tuyệt đối không buồn giận ai để trong tâm. Bây giờ mỗi ngày nghe gì mà buồn giận để trong tâm là quá dại khờ, quá khờ dại luôn. Buồn giận người để trong tâm là quá khờ dại. Nhớ nghe, buồn giận người để trong tâm là quá khờ dại. Làm khổ mình có lợi ích gì đâu. Quý vị coi buồn khổ một cái là ăn không ngon ngủ không yên. Người mà bệnh đau mà buồn khổ là hết thuốc trị luôn. Người bệnh đau cỡ nào bệnh đau mà vui vẻ niệm Phật thì người này không uống thuốc cũng hết. Còn thọ mạng đến thì ra đi về cực lạc. Nên giữ được khuyên tất cả những người ung thư, bệnh này bệnh kia mà bác sĩ dạy, quý vị cứ niệm Phật đi. Bây giờ quý vị không dựa được bác sĩ rồi,
Giữa ai với đạo Phật đi. Con người chết đâu phải là hết đâu. Nên chúng ta tạo một phương hướng giải thoát, tạo một con đường đi giải thoát. Sao không làm? Chỗ này thù thắng đặc biệt đó quý vị. Nên có những người hỏi Nhân Đức: con tu các tôn giáo khác, con niệm Phật được hay không? Quý vị hỏi Nhân Đức: thầy niệm Phật, thầy các học có học phương pháp của tôn giáo khác được không? Không có gì mà không được. Nhưng vì mục tiêu giải thoát thì niệm Phật để cầu sanh cực lạc, học thêm làm gì? Còn nếu như quý vị muốn tham khảo học tập thì cái gì mà học không được? Không có một vị giáo chủ nào đi trách hờn quý vị chứ. Chỉ có con người phàm phu ở cuộc đời này mới ganh tị đố kỵ thì mới nói không được thôi. Chứ không có một vị tôn giáo nào mà nói rằng là môn đồ của tôi mà không đi tham khảo học tốt chứ. Học tốt mà có gì mà không được. Cái khó là do tại ngay con người phàm phu, có nhiều việc nói không được thôi. Còn nếu như mình đã tín nguyện niệm Phật một đời này muốn sanh cực lạc thì ngay câu Phật hiệu này là mục tiêu giải thoát cho mình. Còn nếu như quý vị niệm Phật mà còn cầu tùm lum thì quý vị muốn học cái gì mà không được. Còn riêng bản thân Nhân Đức, câu Phật hiệu này quá đủ rồi. Chăng thật niệm câu Phật hiệu này cũng biết tất cả. Nhân Đức một ngày tiếp bao nhiêu Phật tử, gặp bao nhiêu loại người, nhiều vấn đề Nhân Đức đều có thể giải tỏ từ ngay câu Phật hiệu. Chính bản thân mình được an lạc tự tại thì cái gì mà không giải quyết được. Còn nếu như chính bản thân mình tu học mà phiền não, tham sân si, khó chịu, bực bội, thiếu thốn, đói khát thì nói gì, sao nói được. Bây giờ tu học đầy đủ, cuộc sống ổn định, vui vẻ, an lạc, nuôi chúng ai cũng phơ phớ vui vẻ, vậy thì mạnh dạn nói chứ sao. Pháp này thù thắng rồi. Nên mỗi người chỉ cần góc độ nhìn gì thôi là tín nguyện niệm Phật liền. Câu Phật hiệu này vì sẽ không giải đãi chắc chắn. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả những người nghe tịnh độ phải gây dựng tín nguyện cả đời kiên cố, không bao giờ dao động khi ai nói gì. Dù người ta tu nhiều chục năm lâu năm phê phán tịnh độ, chúng ta cũng không cần dao động tâm. Gây dựng tín nguyện cho cực kỳ kiên cố. Đời này tu phát nguyện, đời này con giảng sanh cực lạc, và chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.